mình đang di chuyển ở trên khu vực mang tên là quảng trường Thiên An Môn. Đây là một trong những quảng trường rộng nhất của thế giới. Ở phía sau lưng mình đây là cái khu vực mang tên là cổng thành Thiên An Môn. Đây là cổng chính để di chuyển vào trong được khu vực cố cung Tử Cấm Thành. Chuẩn bị di chuyển vào trong cố cung Tử Cấm ở khu vực Bắc Kinh. Đây là nhà thuốc Đồng Nhân Đường. Chào mừng đến phố đi bộ Tiền Môn. Đây là cổng chính Dương Môn, là cổng chính vào trong khu vực phố cổ, là một trong những nơi buôn bán rất sầm uất và nằm cách cổng thành Thiên An Môn của Tử Cấm Thành chỉ có 1 km. Phía sau lưng đây là tòa Tiễn Lâu. Khu vực này vào buổi sáng, buổi trưa hoặc buổi chiều, buổi tối đều có rất nhiều du khách đi tham quan, vì dọc theo con đường 900m này là những cửa hàng buôn bán về dược liệu, quần áo, đồ ăn, quà lưu niệm, được trang trí theo một phong cách cực kỳ hoài cổ. Đó là lý do nơi đây lúc nào cũng sầm uất và chào mừng đến với lại kỳ quan thế giới Vạn Lý Trường Thành. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở quan ải mang tên là Cư Dung Quan. Đây là một trong những quan ải rất quan trọng và cực kỳ gần Bắc Kinh. Bất đáo Trường Thành phi hảo hán, có nghĩa là một người nào đó chưa đến Trường Thành thì chưa phải là một người hảo hán.